Nếu bạn hỏi mình đâu là chiếc xe tải 990 hot nhất trong năm 2021 thì mình sẽ giải đáp cho bạn, đó chính là cái sản phẩm trước mắt các bạn đây. Đây là chiếc xe tải cao cấp nhất của Đông Ben. Tên của nó là Đông Ben T30, hay bây giờ nó gọi là SRM T30. Đây là cái sản phẩm mà trên thị trường nó có một cái thùng cao cấp nhất, thùng to nhất và chất lượng phần cứng tốt nhất. Và nó cũng là cái sản phẩm chủ lực, là đầu bảng của hãng SIM, hay còn gọi là hãng Đông Ben đấy. Như các bạn biết là cái hãng nào mà họ tập trung cho cái sản phẩm đắt nhất của họ, sản phẩm tốt nhất của họ là luôn luôn có các cái công nghệ mới nhất và tuyệt vời nhất. Thì cái sản phẩm này chính là cái điều đó. Ok, video này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Trước mắt các bạn là một cái sản phẩm Đông Ben T30 đời 2021 hoàn toàn mới của nhà máy SIM. Đây là cái sản phẩm trong nửa đầu năm 2021 này bán chạy nhất. Tại vì sao? Nó đã là cái chiếc xe với cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 rồi, nhưng ở đây vẫn dán Euro 4. Tại vì nhà máy thích thế. Đó, nhà máy muốn như vậy. Bây giờ nó đã thay đổi so với đời 2019, đó chính là cái logo ở đây nó sẽ không còn là cái logo Đông Ben nữa, mà logo SIM. Màu đỏ rực này không rơi được, ngày xưa ấy ở trên cái nắp capo này cái logo nó hay bị rơi. Cái sản phẩm này bây giờ chắc chắn lắm, không rơi nổi. Đó, tuyệt vời chưa? Đó, đây là cái sản phẩm mà có cái thùng dài nhất trong của hãng Đông Ben, dài nhất luôn. Thùng dài 2m9, rộng 1m6 và cao 1m68. Nó sẽ chở được một khối lượng hàng hóa cực kỳ lớn. Và đây là cái sản phẩm 1 tấn 150 của Đông Ben duy nhất. Và khi người ta đóng thành cái thùng mui bạt này thì trọng tải của nó chỉ còn 990 thôi. Đó, đó là một trong những cái mà mình muốn nói để các bạn hiểu. Chúng ta sẽ có một cái ngoại... Xin lỗi các bạn, nó hơi ồn. Chúng ta sẽ có một cái chiếc xe mà với cái ngoại thất giống hệt như những chiếc xe Đông Ben X30 của Đông Ben. Nhưng nó to hơn rất nhiều. Tại vì cái Đông Ben X30 ấy, nó chỉ dài và nó rộng của nó chỉ có 1m rưỡi thôi, nhưng đây cũng 1m6, rộng hơn rất nhiều. Ở đây cũng là một trong những chiếc xe mà có điều hòa mát nhất, điều hòa sẽ khiến các bạn chết rét ở trên khoang cabin. Chúng ta sẽ cùng đi qua một chút về thiết kế, sẽ giống hệt như chiếc xe tải van thôi. Cụm đèn pha bằng Michelin, hai cụm nút gió giống chiếc xe BMW, đèn phá xương bên dưới. Đây là một trong những chiếc xe hiện tại trên thị trường mà cái tỷ lệ hỏng hóc của nó thấp nhất của Đông Ben nhé, gần như nó chẳng hỏng cái gì cả, bản thân nó cực kỳ bền. Đó. Chúng ta sẽ xem qua thùng. Đây là cái sản phẩm thùng bằng tôn kẽm. Chúng ta có rất nhiều tùy chọn thùng nhá, thùng bằng inox, thùng bằng tôn kẽm, thùng bằng composite ABC đủ hết. Đó. Và cái thùng này là đây này, các bạn nhìn này. Từ các cái khớp nối rồi là các cái ấy này nó cũng làm bền hơn rất nhiều. Tại vì xe cao cấp nhất, là xe xịn nhất của hãng mà. Đấy, xe xịn nhất của hãng thì dĩ nhiên là nó sẽ phải ngon thôi. Đấy. Cái gì mà tốt nhất thì nó sẽ đem vào cái sản phẩm chủ lực của họ, flagship của họ đấy. Thì đây chính là cái sản phẩm flagship của Đông Ben. Ở đằng sau chúng ta sẽ có một cái hiện diện của hai cái cảm biến lùi. Các bạn nhìn đúng không ạ? Xe tải mà có cảm biến lùi, tuyệt vời chưa ạ? Rất đầy đủ và rất tuyệt vời luôn. Chúng ta sẽ có một cái camera chính hãng của nhà máy đây. Chúng ta không cần lắp, đây là đồ chính hãng nhá, không phải là cái đồ chúng ta lắp thêm. Đó là một trong những cái mà mình muốn nói cho các bạn biết. Cái thùng dài 2m9. Mời các bạn xem qua cái thùng dài 2m9. Xin lỗi nha, cái xe này xe trưng bày, thế nên là không tránh khỏi được cái độ bẩn. Đây, chiều dài kia là 2m9, chiều cao 1m, chúng ta cứ nói là 1m7 đi, rộng này là 1m6. Một trong những chiếc xe tải vô cùng lớn của Đông Ben. Ở khoang cabin chúng ta sẽ có cái gì ạ? Tại sao lại nói là một trong những chiếc xe tải tốt nhất của Đông Ben? Không phải tốt trên lời nói đâu, mà tốt từ rất nhiều thứ. Chúng ta sẽ có một cái cabin của đời 2021 ở đây. Đây nha, mình sẽ lên xe để các bạn xem. Tất cả bây giờ nó sẽ đồng bộ thành SIM hết, nó không còn cái chữ Đông Ben ở trên này. Đông Ben nghe nó rất là tàu. SIM, đây, SRM. Chúng ta sẽ có một cái cụm cabin nó khác hoàn toàn so với đời 2019 này, 2018 nhá. Đây này, cái giải chrome này, chrome xịn này được ốp theo xe luôn, có gì đúng không ạ? Camera chính hãng của nhà máy. Đó, camera có thể là kết nối được với điện thoại. Dán màn hình rồi, đấy, tuyệt vời chưa? Mình sẽ lộ máy lên cho các bạn xem nha. Đây là một trong những chiếc xe mà duy nhất khiến mình chết rét ở trên cabin. Đấy, mình không nói khoác đâu. Nếu các bạn mà muốn thử thì mời các bạn lên trên này. Các bạn sẽ thấy được mình nói không sai thế nào. Con này nó cực kỳ là điều hòa của nó cực kỳ mát.
Đây các bạn, cụm đồng hồ ở đó giống như những chiếc xe Đông Ben thôi. Đó. Các bạn nhìn thấy SRM không? Đấy, đồ chính hãng nó phải có SRM. Đấy, SRM. Chỗ này nó chữ Đông Ben là sai này, một chữ khác là hỏng này. Đó. Đó. Khi mà chúng ta vào xuống lùi thì sao ạ? Mình vào xuống lùi nhá. Đó, camera lùi chính hãng có cảm biến lùi luôn. Các bạn nhìn không ạ? Đây này, cảm biến đây này. Khi mà lùi vào chứng ngại vật nó sẽ kêu tít 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 tít, rất là xịn. Đó. À, ok. Đây là một trong những chiếc xe mà mình bán rất tốt trong lửa đầu năm 2021. Nó thực sự bán rất chạy luôn. Đấy, không phải tự nhiên nó bán được đâu. Thứ nhất là giá nó rẻ, thứ hai là đời 2021, và thứ ba là nó là cái sản phẩm flagship. Flagship thì nó sẽ tốt, nói thẳng luôn. Đấy, Đông Ben bán thì lãi lờ gì tầm này các bạn. Lãi chỉ đủ để ăn ổ bánh mì thôi. Nếu bạn quan tâm đến nó hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn những ai đã ủng hộ và theo dõi kênh ô tô thị nhân. Xin chào và hẹn gặp lại.